chào tất cả các bạn đang xem video của mình. Ở video lần này thì mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn về cái cách chúng ta điều chỉnh khe hở su bắp ở động cơ 6 máy ha. Thì điều chỉnh su bắp thì nó có hai phương pháp điều chỉnh hiện nay, đó là chúng ta điều chỉnh su bắp theo phương án là song hành, nhìn máy song hành. Cái phương án thứ hai là chúng ta điều chỉnh trong vòng một vòng quay của bục phiểu. Thì đối với cái phương án song hành thì chúng ta chỉ áp dụng cho những cái trường hợp là xe chúng ta có động cơ là số chẵn, ví dụ như 4 máy, 6 máy, 8 máy, vân vân ha. Còn đối với cái động cơ mà số lẻ thì chúng ta thường hay áp dụng phương pháp là chúng ta điều chỉnh khe hở số bắp trong vòng một vòng quay. Các anh em mình xem video thấy hay thì hãy bấm like, subscribe, ủng hộ kênh giúp mình ha. Và mình cũng có bán một số phụ tùng vật tư của cái dòng xe Deo, Hyundai và Hino. Các anh em cần thì hãy liên hệ với bên mình 038 9898 100. Và đây là một cái động cơ Cummins, model của nó là QSP 6.7. Và mình đang làm cái con này. Thực tế ra là cái con này mình cũng đã chỉnh khe hở su bắp rồi, nhưng mà hôm nay mình tiện thì mình sẽ thấu ra và mình làm lại cho hướng dẫn cho tất cả các anh em mình biết. Để điều chỉnh được cái khe hở su bắp thì tất cả các anh em phải lưu ý. Thứ nhất là chúng ta biết được cái thứ tự nổ của một cái động cơ bất kỳ ha. Thì đối với cái động cơ Cummins này thì nó là 153624 ha. Bước tiếp theo là chúng ta phải biết được cái máy song hành của nó. Máy song hành là máy này. Sau khi mà chúng ta biết được thứ tự nổ 153624 rồi thì chúng ta ghi cái số theo thứ tự như vậy, thì chúng ta sẽ xác định được là máy 1 song hành với máy 6, máy 5 song hành với máy 2 và máy 3 song hành với máy 4. Rồi sau khi mà chúng ta xác định được cái máy song hành rồi thì chúng ta phải xác định được cái chiều quay của cái trục phiểu. Chiều quay của cái động cơ thì đối với cái động cơ Cummins này thì nó là chiều quay thuận, có nghĩa là nhìn từ đầu máy về phía bánh đà là nó quay theo cùng chiều kim đồng hồ. Thì chúng ta muốn điều chỉnh được su bắp thì chúng ta phải biết được cái chiều quay của cái động cơ chúng ta là quay theo chiều nào thì chúng ta chỉnh mới đúng được. Cái tiếp theo là chúng ta biết được cái thông số khe hở nhiệt của su bắp xả và khe hở nhiệt của su bắp hút. Thì cái thông số này tùy theo nhà sản xuất cung cấp. Thì đối với cái động cơ này thì su bắp xả là 0.5 và su bắp hút là 0.25. Bản chất của cái khe hở nhiệt này chính là cái độ giãn nở của kim loại, cho nên là đối với những cái vật tư mà chính hãng thì chúng ta mới đi áp dụng được cái thông số của nhà sản xuất. Còn đối với những cái vật tư mà chúng ta đã bị ngoại lai rồi thì chúng ta phải dùng phương án là kinh nghiệm thôi, chứ không thể nào chúng ta áp dụng của hãng để chúng ta đưa vào thì xe chúng ta có thể là nó sẽ bị mất công suất. Cái thông số tiếp theo là chúng ta phải xác định cái số bắp nào là số bắp xả, số bắp nào là số bắp nọt ha. Ví dụ đây là đường ống xả thì chúng ta nhìn vào đây, chúng ta coi cái su bắp nó theo hướng nào thì chúng ta xác định. Ví dụ đối với cái động cơ này, những con cò này là su bắp xả ha, những con cò dài này là su bắp xả, còn những con cò ngắn như thế này là su bắp hút. Thì nó thứ tự này, xả này ha, đây xả này, con xả đây ha, đấy các anh em mình nhìn qua ha, đấy. Và chúng ta phải biết được là chúng ta cần những cái dụng cụ gì để chúng ta điều chỉnh su bắp. Cái dụng cụ đầu tiên đó là cái thước lá đây, mình đang chuẩn bị cái thước lá thôi đây ha. Và cái khe hở của nó là 0.5 và 0.25 cũng đã để rồi. Dụng cụ thứ hai là cái cờ lê hoặc là cái tiếp để chúng ta mở vào đây ha. Thì cái đuôi cò nó có cấu tạo như sau: phía dưới là cái đùa đẩy, phía trên là cái con ốc đó chúng ta mở ra ha. Và cái con vít chính giữa là chúng ta phải dùng con lục giót để chúng ta tháo ra. Đây, chúng ta để con lục giót lên chỗ này. Đấy, chúng ta tháo ra. Thì trước tiên muốn tháo được thì chúng ta phải mở con lốc kê này ra. Sau đó chúng ta mở cái con này ra ha. Và chúng ta muốn điều chỉnh thì chúng ta siết vào. Siết vào thì nó sẽ giảm cái khe hở đằng phía trước này. Và chúng ta mở ra thì nó sẽ tan cái khe hở phía trước này ra. Đây là cái lý thuyết mà để chúng ta chỉnh được cái khe hở nhiệt của số bắp. Đó là chúng ta nhìn vào cái máy song hành này. Ví dụ máy số 1 phải song hành máy số 6. Máy số 1 đang cuối nén đầu nổ thì máy số 6 này nó phải đang ở thời kỳ là cuối xả đầu hút. Thì chúng ta muốn điều chỉnh máy số 1 thì chúng ta phải coi cái máy số 6. Muốn điều chỉnh máy 5 thì xem máy 2. Muốn điều chỉnh máy 3 thì xem máy 4. Và muốn điều chỉnh máy 6 thì hãy xem máy 1. Muốn điều chỉnh máy 2 thì xem máy 5. Muốn điều chỉnh máy 4 thì xem máy 3 ha. Và các anh em mình hãy xem cái cách mình thực hiện nhé. Rồi ok, đây là cái máy số 1 chúng ta là nằm ở đây ha. Máy số 2, máy số 3, máy số 4, máy số 5, máy số 6. Bây giờ chúng ta muốn điều chỉnh được cái máy số 1 thì máy số 1 đang nổ thì
cuối nắng đầu nổ, máy số 1 đang ở giai đoạn cuối nắng đầu nổ, thì máy số 6 đang ở giai đoạn cuối xả đầu hút. Thì chúng ta hãy coi cái số bắp xả vừa đi lên và số bắp nộp vừa đi xuống, thì chúng ta sẽ điều chỉnh được máy số 1 đấy. Thì bây giờ mình sẽ quay máy và mình sẽ xem các anh em mình hãy để cái tay như thế này, và chúng ta hãy cảm nhận được là cái số bắp nộp vừa đi xuống là chúng ta hãy điều chỉnh được máy số 1 ha. Đấy, vừa rồi cách điều chỉnh như sau, thì các anh em mình thấu cái con lốc kê này ra ha, thấu con lốc kê này ra, sau đó chúng ta đưa cái dưỡng vào. Đối với cái số bắp xả thì cái dưỡng là 0.5 thì chúng ta đưa vào ha, chúng ta để cái vít này chúng ta điều chỉnh đấy, chúng ta đưa vào và chúng ta bạn vào và chúng ta kéo ra kéo vô ha. Khi nào mà chúng ta kéo ra kéo vô nhẹ nhàng không đứt lắm thì chúng ta hãy bắt đầu chúng ta lốc kê lại ha. Chúng ta hãy giữ con lục giót đứng yên ha, và chúng ta siết lại. Rồi, tương tự đối với cái su bắp hút cũng vậy, chúng ta hãy tiến hành. Đây, chúng ta hãy kéo ra kéo vô như nhẹ nhàng như thế này. Thì chúng ta hãy tiến hành chúng ta siết lại. Đây, chúng ta tiến hành chúng ta giữ nguyên cái lục giót ở vị trí này và sau đó chúng ta siết lại ha. Không được thay đổi cái con vít giữa ha. Đó là xong cái máy 1. Tiếp theo máy 1 nổ thì máy 5 nó sẽ nổ. Máy 5 muốn điều chỉnh được máy 5 thì chúng ta hãy xem cái máy 2 ha. Máy 2 cuối xả đầu hút thì chúng ta hãy điều chỉnh được máy số 5. Rồi. Đấy, thì có anh em mình để hai cái ngón tay lên như thế này thì chúng ta sẽ cảm nhận được là cái số bắp nộp nó vừa đi xuống thì chúng ta sẽ điều chỉnh được cái máy số 5. Đây là máy số 5. Rồi, chúng ta sẽ tiến hành là chúng ta để cái này vào ha. Để cái dưỡng vào để chúng ta kiểm tra. Đấy, chúng ta cứ kéo ra kéo vô như thế này vừa xích là ok ha. Chúng ta giữ như thế này. Chúng ta siết. Đấy. Tương tự cái này cũng vậy ha. Đấy, chúng ta tiến hành chúng ta siết. Tiếp theo là máy số 3 nó sẽ nổ, thì chúng ta hãy nhìn cái máy số 4 ha. Chúng ta xoay máy và chúng ta nhìn cái máy số 4 này. Đấy. Giờ mình tiến hành mình xoay máy ha. Các anh em mình vừa cảm nhận được là nó có độ đi xuống thì chúng ta hãy tiến hành chúng ta điều chỉnh. Đấy. Thì chúng ta điều chỉnh được cái máy số 3 ha. Thì tương tự như vậy là cái máy số 6 nó bắt đầu nó nổ. Thì chúng ta hãy xem cái máy số 1, máy số 2 nó nổ thì chúng ta hãy xem cái máy số 5, và máy số 4 nó nổ thì chúng ta hãy xem máy số 3. Đó là cái cách mà chúng ta điều chỉnh khe hở nhiệt ở động cơ sau máy. Thì các anh em mình xem video thấy hay thì hãy bấm like subscribe. Cái này là mình chỉ chỉnh tượng trưng cho tất cả các anh em mình biết ha. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở những